Ủa chị, nói chị nghe nè, chị giỏi chị đập bàn thờ đi, chị giục cái bàn thờ đó đi, đừng thờ thánh, đừng thờ thần nữa đi. Tôi nghĩ ăn xin liền. Chừng nào á xã hội không có những người như chị á, đừng xin xỏ đủ thứ á, có ỷ vô thần vô thánh để xin xỏ đủ thứ á, xin này xin kia, xã hội mới phát triển không nổi lắm. Có những người chị á chứ không phải có những người tôi đâu.